là gì hả con? À thế đây. Đây là gì? Xe gì nhỉ? Xe đạp. Đúng rồi, thế đây là? Máy bay. Đúng rồi, xe máy đâu con? Xe máy. Đúng rồi. Thế xe đạp đâu? Đúng rồi, thế máy bay đâu nhỉ? Đúng rồi, máy bay đây à? Phải máy bay. No. Yeah. Cảm ơn con. Hello bác. Bác ơi. Màu gì đây con? Màu vàng. Bác nói với cô Tươi nào. Màu vàng. Đúng rồi. Màu đỏ. Màu xanh. Màu vàng. Màu đỏ. Màu xanh. Con chỉ cho cô màu đỏ đâu. Đúng rồi. Màu vàng đâu con? Màu vàng. Màu vàng đây. Đúng rồi. Thì màu xanh đâu nhỉ? Màu xanh đâu? Đúng rồi. Yeah. Bác ơi, quả ổi. Quả dứa. Quả cam. Quả chanh. Quả xoài. Quả khế. Con chỉ cho cô quả cam đâu? Quả cam. Đúng rồi, thế quả ổi đâu? Quả ổi. Quả ổi đây. Quả chanh đâu nhỉ? Chanh đây. Thế quả dứa đâu? Quả dứa. Quả xoài đâu rồi? Đúng rồi, thì quả khế đâu? Khế, đúng rồi, yeah.